Vâng, chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với kênh Bờm Xe Máy. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay một số dòng Vespa mới về ha. Thì các bạn xem thì nhớ ấn đăng ký kênh của mình để theo dõi các video tiếp theo ha. Các video tiếp theo thì mình sẽ bên này có rất nhiều mô tô các bạn ha. Đây mô tô các bạn coi nhớ đăng ký kênh nhá. Này mô tô 67 rất là nhiều này. Thì video sắp tới thì mình sẽ đăng một số dòng mô tô và Ducati này, Bentley các kiểu ha các bạn, trong đây còn nhiều lắm ha. Đó, trong này còn quá trời này. Đó. Thì bây giờ thì mình sẽ quay đến dòng Vespa. Một số bạn vừa rồi thì vòng Vespa bán gần hết, mình mới về một lô mới nhá. Thì các bạn xem nhớ ấn đăng ký kênh của mình để theo dõi. Ấn nút đỏ đăng ký miễn phí nha các bạn. Và tí địa chỉ của mình thì nằm ở cửa hàng nằm ở ngã tư Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Số điện thoại tí mình sẽ để trên màn hình này các bạn ha. Số điện thoại 0977355248. Và cửa hàng mình thì có chuyển xe toàn quốc. Đó, bạn nào ở xa thì có thể mua thì mình chuyển về tận nơi cho các bạn ha. Và xe cửa hàng mình đây thì không bán trả góp. Như bạn nào mua xe thì ví dụ cửa hàng có thể hỗ trợ cho thiếu từ 1 đến 5 triệu nhá, thiếu không lấy lãi nha các bạn ha. Và giờ mình giới thiệu các bạn chiếc Vespa đầu tiên đi ha. Xe này sơn zin hết các bạn ha, sơn zin máy zin. Xe rất là êm. Cái này nó có gắn cảng bảo vệ các bạn ha. Xe này các bạn lấy mình để các bạn giá đó là 16 triệu. Ok, mình giới thiệu giá trước phần đầu nhá. Và chiếc màu vàng này là 3VIA phiên bản đặc biệt nhá, FI nha các bạn. Xe này keo đang chụp nguyên con này các bạn này. Này xe này keo đang còn nguyên nhá, cái này lột ra mới tinh và đẻ cũng đẹp nhá. Xe này các bạn lấy mình để các bạn đó là 20.500 ha. Và chiếc này là Vespa phiên bản đặc biệt đời mới 2015 mẫu mới này ha. Ok, xe này thì mới tinh các bạn ha. Đồng hồ mới hết này, đồng hồ này. Ok này, đó, mới hết này các bạn ha. Xe này các bạn lấy để các bạn 41.500 nha các bạn ha. Thì giá đây mình có nói thì mình có thể bớt chút tiền xăng nhá. Tùy xe mình có thể bớt lộc cho các bạn, lấy lộc. Ok, và chiếc Vespa đèn vuông này là 3VIA phiên bản trước nha. Xe này các bạn lấy mình để các bạn giá đó là 29 triệu. Còn chiếc màu trắng này là FI luôn các bạn ha. Đèn vuông thì nó thường nó đắt hơn đèn tròn nha các bạn. Tất cả xe này đều là xe của hãng Biago Ý nha các bạn. Hàng nhập hết nhá. Xe Vespa màu trắng các bạn lấy để các bạn giá đó là 25 triệu. Còn chiếc màu đỏ trong này cán kem trùng nguyên con nha bạn. Xe zin hết nhá. Xe đó các bạn lấy để các bạn 15 triệu. Ok các bạn ha. Đây mình sẽ quay đằng sau cho các bạn này. Ok, xe lốc lắc là sáng trưng nha các bạn ha. Nói chung máy này là êm hết nha các bạn nên mình không phải lỗ nhá. Các bạn đến coi trực tiếp cho nó dễ nhá. Ok, máy là bao nhá. Còn bạn nào muốn gửi hình thì có thể kết bạn Zalo, nhắn tin qua cho mình gửi hình chi tiết cho xem nhá. Này xe đẹp hết này. Ok các bạn ha. Đó, xe trắng này. Đấy, xe đẹp hết nhá. Xe ok nha các bạn ha. Vâng, và mình giới thiệu hàng tiếp theo. Chiếc đỏ này các bạn lấy mình để các bạn giá 15 triệu nha. Ok. Mới mấy dòng này ngày xưa mua thì nó toàn 60 70 triệu không à. Còn chiếc này vàng vàng đẹp lắm này các bạn ha. Các bạn lấy mình để các bạn 9 triệu rưỡi nha. Chạy ok lắm. Rồi xe đẹp. Kiểu dáng đẹp xe mới tinh nha các bạn ha. Này đó, nước sơn này. Đó. Và chiếc Vespa này để các bạn 16 triệu ha. Xe đẹp. Ok hết nha. Và chiếc này đỏ nhám này, mấy xe đời mới giờ hay chơi đỏ nhám này rất là đẹp nha các bạn ha. Xe này các bạn lấy để các bạn 16 triệu. Ok, xe đẹp không à. Con này FI thì các bạn lấy để các bạn giá 18 triệu nhá. Ok. Còn chiếc này các bạn lấy để các bạn giá 15 triệu 500. Ok, xe đẹp nha. Đây còn Liberty này, Liberty ở trong kia còn nhiều dòng này. Đi lăng rồi là AB rồi LVX, rất nhiều SH nha. Đấy, bên này cũng nhiều này bạn ha. Đó. Đây mình sẽ quay đằng sau cho các bạn này.
Ok, xe đẹp hết nha các bạn. Còn chiếc Honda City anh ơi. Đấy, xe đẹp đấy các bạn ha. Đấy, sơn này. Ok ha, hàng mới về không ạ các bạn ha. Ok, và mình sẽ quay dòng Liberty cho các bạn ha. Đấy, dòng này một số xe là đa số mới về hết đó. Mười mấy chiếc vừa rồi bán hết rồi, giờ dòng mới về hết nè. Liberty này, máy êm này, xe đẹp này. Con này các bạn lấy để các bạn giá 19 năm nhá. Ok, con màu trắng này các bạn lấy để các bạn 18 triệu này. Xe đẹp hết nhá. Còn con này là Liberty S 3V bin bản đặc biệt đầu gù ha. Đầu gù này ha. Sẽ rất là ngon, các bạn lấy con này để các bạn 24.500. Ok. Chiếc màu trắng này nhá, 19.500 các bạn, gương kính đầy đủ theo xe hết nhá. Đó, xe đẹp hết các bạn ha. Còn chiếc màu xanh này là 3V luôn ha. Xe này mới về. Đấy, các bạn lấy để các bạn 20.500. Và đây có một chiếc FM, xe này thì hai đĩa, đĩa trước và đĩa sau mới, thì như con này là 50 triệu hay sao á. Này, đồng hồ điện tử các thứ này. Đấy, xe này các bạn lấy để các bạn giá đó là 10 triệu. Ok ha, để bạn 10 triệu thôi, để rẻ cho các bạn đi. Đấy, xe đẹp này, hai đĩa hết nhá. Nó xe đẹp máy êm hết các bạn ha. Đây mình sẽ quay biển số cho các bạn này, xe đẹp hết cho các bạn ha. Đằng sau này, phía sau ha. Đó. Hey, các bạn xem nhớ ấn đăng ký giúp và ủng hộ giúp mình nhá, để mình có động lực mình đăng nhiều clip, tại vì xe về liên tục. Hey, các bạn phải theo dõi ấn ấn vào cái đăng ký và ấn cái nút chuông thông báo, hiểu không? Mỗi lần mình xe mới về là mình sẽ đăng lên các bạn, để có thể các bạn lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp nhất nhá. Và đây là chiếc đi lăng ha, để các bạn này, cũng là đỏ nhám rất là đẹp ha. Các bạn thấy xe này để các bạn giá 16 năm này. Ok, và chiếc xe này thì cũng độc đẹp lạ ha. Bạn nào lấy về đi hoặc trưng cà phê đều đẹp hết này. Xe đời 2012-2013 gì đó. Giá để các bạn 10.500. Đấy, xả lỗ luôn. AB đời 2018 còn mấy, 27 nhưng mà còn mấy ngày nữa sang 28 này ha. Xe này đồ kiểu bao lao luôn. Cắn đồ trang trí này các bạn ha. Xe này các bạn lấy để các bạn giá đó là 30.500. Xe đẹp như mới luôn ha. Và con bên cạnh này đời 2017 này. Màu cam 3D nhá. Đấy, xe này các bạn lấy để các bạn 27 triệu. Nó đồ bánh căm ha bạn, căm đường nhôm ha. Đó, rất là đẹp. LVX 155. Đấy, xe này đẹp chính chủ luôn. Các bạn thì mua mình để các bạn con xe này giá đó là 33 triệu. 33 triệu đấy ha. Đó, xe đẹp, nói chung là xe này mới đi được khoảng 10.000 cây thôi các bạn ha. Mấy dòng này đa số là máy êm hết nha các bạn. Con nào máy kêu thì mình sẽ lái máy kêu, con nào máy êm mình nó máy êm nhá, chạy ngon hết nhá. Con chiếc Ly này mẫu mới các bạn lấy để các bạn 23.500, biển Bình Dương nhá. Chính chủ, xe đẹp nhá. Còn chiếc LVX này, cái này có khóa bếp ga này. Đấy, các bạn lấy để các bạn giá 32 triệu. À, 32 triệu quên các bạn ha, 32 triệu ha. Ok, xe này đẹp này. Đấy, ABS đầy đủ hết luôn này. Còn SH, SH nhãn hiệu này, xe này giống như hàng xách tay các bạn ha. Nó không phải là của Trung Quốc, nó cũng không phải của Honda mà nó của hàng nhập. Nhưng mà nhập cái này giống hàng xách tay các bạn này. Máy ngon lắm. Giá các bạn để các bạn 15 triệu thôi, có một chiếc SH đi sang chảnh luôn, quá đẹp. Ok nhá. Hai bên này còn nhiều lắm, Vision các thứ rất là nhiều ha. Ok, mình sẽ quay đằng sau sơ qua các bạn coi ha. Đấy, xe đẹp hết các bạn ha. Mấy xe này rút hồ sơ thứ được hết bạn nhé. AB này. AB xe đẹp nè. Các bạn lấy để các bạn giá 16 năm. Biển Bình Dương, xe đẹp, keo trùm nguyên con nha các bạn ha. Còn Hazate để các bạn 5 triệu. Chiếc xanh, chiếc đỏ trong kia để các bạn giá 4 triệu. Chiếc xanh này để các bạn giá 5 triệu rưỡi này. Xe đẹp, con này máy êm lắm. Đi chợ ok luôn ha.
S150 2017, còn mấy ngày nữa sang 2018 này ha, cuối 27 xe chính chủ luôn. Đấy các bạn lấy con S này để các bạn giá 27 triệu ha. Xe đẹp không ạ? À? Còn Winner đời 2 Winner 2019 này các bạn này, phiên bản đặc biệt đen nhám này. À các bạn lấy con này biển Bình Dương chính chủ nhá, xe zin hết mới đi được có 12.000 à. Xe này các bạn lấy để các bạn giá 34 triệu. Ok nhá. Và bên này có rất nhiều dòng ha các bạn ha. À, mô tô này, Vision này rất nhiều này. À, Galaxy này, mô tô các kiểu luôn. Thì clip sau thì mình sẽ đăng lên cho các bạn ha. Thì các bạn xem nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình với. Vâng, và video đến đây thì mình kết thúc. Mình xin cảm ơn các bạn ha đã theo dõi. Thì video tiếp theo thì các bạn mình sẽ đăng những dòng này ha, mô tô quá trời này các bạn ha. Rồi ok, chào các bạn ha. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và chào đời hạnh phúc. Xin cảm ơn.